Thôi đêm khuya rồi, nay có chiếc Liberty nập nhập viện nè. Quay cho anh em xem chiếc này, tại vì đang bị mất hơi rồi, kề không có nổ, kề mấy cái bình luôn rồi. Mà nãy ngó qua cái lỗ buri anh em thì thấy trong đó nó giống như là đã chứ đó nó được làm rồi sao á, thấy cái đầu bê tông nó sáng giới à. Nãy đi ngó xem nè. Ông dặn quy rồi, bạn vậy. Giờ đang tháo dàn áo ra, đây mình rút xuống kiểm tra đầu. Cắt đi. Xe thì bên ngoài nhìn rất là đẹp luôn. Ở bên trong nè. Nội tạng nó hư hết rồi. Nội tạng này là gì? Keo silicon nó quất cho mấy lớp. Rồi dây kẽm 3 4 quận á. Cọc kẽm luôn. Chiếc này là lát nó gáp vô rồi. Mọi người ơi, kẽm này mọi người. Cái này mà gáp vô rồi phải bà luôn. Ở đây có keo nữa. Nguyên miếng này keo luôn á, nó dán keo bên trong chân luôn rồi. Cái lát này rất này rồi, thấy cái đầu bê tông đẹp lắm, sáng giới rồi. Đẹp đến tôi ạ. Ừ. Giống như mới được làm gần đây rồi phải. Rồi nha, bị câu xước bắp rồi. Vì đó là câu xước bắp. Đó, giờ để mình rã xuống đi. Rồi. Đó, dán này rút dán này ạ. Ừ, dán chỉ, đâu dính dán gì đâu. Giỡ này cái lên luôn à. Rồi, ông rã đi. À, còn một đống ốc dưới kìa ông nội. Hay quá. Em có giỏi rồi mình mở cái này ra. Đó. Chiếc này khác chiếc kia hả? Giống tại chiều ông mở cái này. Chiều không có cái này đâu mà. Có mà. Mà mở được. Giống cái này đuôi này giống. Ừ cứng quá. Rồi, đó, mở được rồi đó. Chiều đó tao nói con ngốc này nó không có cái kia, nó không có cái này dưới đây hiểu chưa? Cãi chi mệt quá à, mở đi. Giống sao mà giống cái này giống. Thầy cãi thợ. Cái này nè. Cái đèn này giống nhưng cái đuôi nó không có giống, không có này hiểu chưa? Nãy tao nói rồi không? Rồi anh em, mình vừa mới gớt cái con Liberty ra ngoài nè. Thì hồi nãy mình kiểm tra cam kiểm tra xe bắp á thì nó không có bị đậu nha, nó bình thường đó. Thì đây xe bắp giấu rất là mới luôn anh em nè, cái này là mới làm luôn á, mới tin luôn nè, nhưng mà bị đụng rồi nè, thấy chưa, thấy cái dấu đụng rồi nè đó, nghe này nè đó, họ thấy rồi, nét lắm, iPhone nét lắm rồi. Cảm ơn, thấy rồi nè, cái dấu đụng nè đó, đụng bê tông rồi nè. Ngày sau mà đụng cái ghê ta, á, đụng cái dây luôn nè, bị gon bọng sao? Coi như là cái gon này không đúng luôn không? Rồi anh em. Không đúng, bít tông nó lồi lên mọi người ơi, lồi chân giữa nó vớt rồi nè. Giờ khác rồi, bây giờ xây ơi. Nó vớt rồi nè. Anh em thấy bít tông không? Cái trái bít tông mài bấy sấy luôn rồi nè. Mài không có đâu rồi. Mài này là ở nhà nè, bị đụng rồi xong rồi là mài tay. Anh em lưu ý nha. Cái này nó nguy hiểm luôn nha, anh em chấp tông này mình nghĩ là trước đó. Cái sinh cam này là tăng cam này là gãy rồi, gãy khúc rồi. Đó, rồi cái này thì mỏng quá rồi. Nè, lú nè, lú thở này. Không, cái nó lồi lên nhưng mà không có dớt cái tông nên là bị lủng luôn rồi. Thôi giờ em đè nè, anh quay nữa rồi. Anh quay cái tông rồi. Quay ngược lái. Nó đi được rồi. Dưới sinh cam là lấy gì đi ngược lại. Rồi. Cái này là do nguyên nhân là trái vớt chưa tới anh em. Vớt chưa tới luôn nè, Liberty này vớt chưa tới nên vẫn còn bị đụng một miếng nè. Ngay ở đây thì nó bị mỏng quá. À, mỏng quá mỏng luôn nè, quất cái là lủng cái lỗ luôn à, xuyên qua luôn rồi. À, hiện đây là cái con Liberty đầu tiên mình gã luôn mà nó nè, thực sự nay là dám quay clip cho anh em xem luôn. Hồi xưa đi học nghề là chắc chưa có gã được nhiều giống như giờ đâu. Còn giờ thì rút lòng coi. Đi ra. Dạ luôn, ô đi. Nghe hả? Ô, lấy đồ xe nhẹ, lấy gì chứ dẹp xe nhẹ cho phía trên nó ra. Rồi, đó. Để biết mua con có không rồi nè. Rồi, rút lên đi. Rồi. Rút mạnh ra. Dám mày nào mình bảo quay clip chia sẻ cho anh em luôn á. Tôi giỏi cũng kệ. Cái dưới thì nó bình thường nha. Cái trên nó mất anh khúc rồi. Mất rồi. Ồ, trái bê tông nó bằng cái chén thôi ta. Ồ, xước bê tông hết rồi. Lớp B rồi. Ôi. Rồi đụng luôn trong cái tới trong cái dên luôn kìa. Đụng dên luôn rồi nè. Anh em. Quay bê tông xuống, rút vô đụng. À, quay thử được rồi. Cầm dây cam đấy, cộng cắm đi. Nhát rồi. Đụng rồi nha. Đụng rồi. Này đúng nè. Nè. Gì đụng nhẹ rồi ok, quay trở lên lại đi. Còn cái này nữa. Quay lại lại đi.
rồi thì anh nghĩ mở cái phe bê tông bên đây ra đi rồi lấy cái bê tông xuống đi. Cái lồng nè, để coi anh em coi lồng xước lồng rồi, xước lồng rồi, xước một đường nha, xước một đường. Còn xước bắp thì này đây nè, để cho anh em xem cái dấu này cũng có trước đó làm, nhưng mà chắc có lẽ canh không tới thì sao mình không biết, nhưng mà đây có dấu chỉnh rồi. Xe đi tới giờ này mà mở ra thấy đẹp thì chắc anh em cũng biết rồi, mới được làm, nhưng mà không biết làm sao mà tự nhiên thì cái bê tông nó lại bị gạch thành cái nông nổi như vậy nữa. À, mình hồi đó mình chỉ học được, cách canh chỉnh ở trên cái đầu này thôi anh em, nghĩa là mình chỉ biết được cái nào đúng thì không đúng thì thôi. Còn giờ thì xe này bữa nay mình mới gớt đồng lần đầu tiên nè. Cái con này nhìn cái con làm bê tông. Còn chế bắp, còn máy là chưa gãi mọi người. Cái này là không biết là đi mua có con không, nhưng mà thì này là chế anh em nhìn này, bằng cái giấy này chế này ha. Chắc mình mua không có mình cũng chế về. anh thấy cái đường bơm nhất nha, cho anh em xem cái đường bơm nhất nè, nó giờ đó đó. Cái lỗ giờ đó đó. Lỗ bằng đồng đó. Lỗ lại mà nó bắn nhất là đó đó. Rồi giờ thì mình xe này phải gọi điện báo, xe này thì có một sư thầy thôi, sư thầy đi ngang tiệm mình thì xe thầy chị chết máy luôn, bạc mới luôn nè, cái số má còn luôn nè, đó chưa, nhưng mà này vớt nhiều quá nè, lủng luôn nè. Mỏng quá mỏng quá chứ không vớt nhiều quá mỏng rồi. Mọi người thấy anh đè không? Em phá từ để đi này. Gõ luôn đi, sát luôn này, nhìn có thấy nè, nhìn đây nè, nhìn nè, đấy 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 nét đó. Ok thôi thôi mời tưởng sao. Em đây là cái chế bê tông cũ nè, đây là chế bê tông mới mình mới đi làm về nè, đây mới bê tông mới. Giờ thì mình sẽ vô cái lồng, cái lồng cũng đã đi sấy lại đây, rửa qua lồng nữa nè, rửa qua sang thì sình kẽ đi. Cam còi bình thường thôi, còn bình thường. Giờ thì để mình vào, mình lắp vào cái. Nên mình mua được cái con này, anh em, mình đi mua con nha. Ở đây mình không có xài con chế nha. Nên mà cái con của cái chân lồng này. Chứ hôm trước cái xe này làm đầu chơi cái con giấy xì nhất lại cho xé ra, xé không. Rồi, mình vô được cái tông anh em. Tưởng mẹ gì cái tông vô được rồi. Cái xe này thì bên tiền họ canh chỉ móc mắt một con dưới này thôi. Xe này không có móc mắt. Nó vẫn hụt một ly xíu nè. Cái không có bị đụng. Mà nó sẽ bị đụng cái tông. Rồi thì mình sẽ gắp cái đầu vô. Và sẽ mình đi mua cái tăng cam này không có anh em. Mình đi mua tăng cam này không có nè. Tăng cam này nè. Không có thầy gấp rồi, thầy bảo thôi nó cũng còn cặn được, nó chỉ mất hết một khúc ở ngoài xíu thôi, nhưng mà không sao, giờ mua không có rồi mà thầy không nhìn, thầy cũng cần nhận xe gấp, thầy điện thầy hối quá trời, thầy hối rồi. Rồi bây giờ mình phải làm cho xong xe, mình giao cho xe thôi, hiện nay mình làm xong mình nổ máy có im không nha. Rồi giờ cục máy thì mình vừa mới gấp vô xong rồi đó, gấp vô xong luôn rồi, xong dàn áo luôn. Đó, giờ mình đang thay cái bình để mình nổ máy lại. Xem nghe tiếng máy nghe luôn. Rồi lấy cái đồ đồng hồ nó sẹo luôn đi. Rồi mình nói với anh em gì, tại sao xe này mà nó im như vậy thì đây á, thì đây là cái bê tông cũ đó, mình đã làm lại nha, cái tông cũ bị lủng nè. Tại vì mình không quay quá trình gắp đầu cho anh em được, tại vì mình bị gắp công chuyện á, mình phải quay gắp mà gặp điện thoại mình pin yếu nữa, mình không quay được nên mất lúc đó. Giờ thì xe á, quét ba nó hay kêu xin chào đó anh em, nó hay kêu xin cam lắm. Bây giờ là anh em làm xe xong thì anh em nên thay xin cam nhé. Đại đa số các bạn thường là nó kêu xin cam nhiều nhất. Đây là cái lọc nhớt nè. Anh em làm xe xong thì nên thay cái lọc nhớt cho cái xe dòng xe mấy dòng Vespa hay Liberty nha.
đậm nhất nó màu đen đen nè, nó nằm đây nè. Ở dưới đây là cái lượng của mình xả nhớt cái thì mình xả ở dưới này, còn cái nắm lượng này nè, chúng ta đi lâu quá, nhiều người đi với ba đi lâu không có thay cái lọc nhớt này nè, mà là nó sẽ dễ rất là dễ bị nghẹt, thì bị thiếu nhớt nha. Đó, vào vết ba thường nó 100 lít 1 nha anh em 100 lít 2 nó cũng được nữa, nhưng mà đừng 100 lít nha, nó lít bị thiếu nhớt này, nó không đủ nhớt nó bơm nha. Đó, ở đây xe này sẽ cần thay ba làm 4 món bình ắc quy, bình ắc quy nó bị phù anh em, bình ắc quy nó bị phù bình này, bạc bê tông, sinh cam và cái bơm nhớt. Ok ổn chưa? Quá tốt. Ok, nhiều mọi thứ là sạc đã tốt, máy cũng tốt rồi, im hết, giờ chỉ còn giao xe thôi. Rồi chào tạm biệt anh em nha, hẹn gặp anh em trong những video clip tiếp theo. Nhân bông.